Thì ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho lớp mình học một món rất là đặc biệt luôn, là món cà sữa bắp. Và đảm bảo là món cà sữa bắp này thì cái người khó tính nhất nha, uống thì vẫn cảm thấy ngon. Bởi vì là cái mùi bắp mì nó rất là thơm, nó còn hòa quyện với cái mùi thơm của trà sữa nữa, thì là rất tuyệt vời luôn. Riêng cái phần sữa bắp không là đã ngon rồi nha. Cho nên hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn một công thức mà Nhi hướng dẫn thành hai, tức là Nhi sẽ nấu cái phần nước cốt bắp xong rồi Nhi sẽ dùng nó làm cà sữa, ngoài ra là Nhi cũng dùng nó luôn để làm sữa bắp. Vậy hôm nay chúng ta học được hai món, là món cà sữa bắp và học món sữa bắp luôn, đóng chai luôn nha, và còn học thêm một cái phần thạch bắp nữa, tại vì bắp mà đem đi làm thạch thì cũng rất là ngon, nên là chúng ta học đầy đủ luôn cà sữa bắp này, sữa bắp bắp này, rồi học thạch bắp nữa. Chính vì vậy á, là hôm nay á, lớp mình học á, thì mình phải tập trung rồi mình mới hiểu được bài, bởi vì chúng ta sẽ học tới ba món nữa nha. Thì để làm cà sữa bắp thì chúng ta sẽ cần có nguyên liệu là lục trà lài Lộc Phát, trà đen Lộc Phát, sữa đặc, bột béo, bắp mỹ tươi, ha, bắp mỹ sống. Rồi, và cái lá bắp mình giữ lại mình nấu lấy nước cho thơm. Đó là nguyên liệu để làm được món cà sữa bắp. Muối ăn nữa nha. Còn nguyên liệu để làm được món thạch bắp thì chúng ta có bột rau câu dẻo một gói, đường 150g và khoảng tầm cũng là bắp mỹ tươi luôn. Rồi, đó là những nguyên liệu và một ít lá dứa để nấu cho thơm nước. Đó là những cái nguyên liệu mà mình cần cho món sữa bắp cũng như là cà sữa bắp. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên là mình sẽ cho cái nồi nước lên. Ở trong này là mình rửa cái lá này cho sạch, cái phần vỏ bắp á, cái này nấu rất là ngon, mình bỏ vào nước luôn. Rồi, xíu nữa mình nấu ha. Bây giờ việc tiếp theo của mình là mình sẽ gọt sơ chế cái bắp này ra, mình cắt cái bắp ra, mình chỉ lấy cái phần bắp thôi. Đây mình sẽ cắt cái bắp ra lấy chị nha. Mình không lấy cái phần cùi, mình chỉ cắt cái phần hạt bắp của mình thôi. Đó. Rồi bây giờ Nhi sẽ bỏ cái phần bắp này vô này, trong nồi để nấu. Cái phần cùi bắp này mình đừng có vứt đi nha, mình cho vào nước mình nấu. Những cái phần cùi bắp là cho lên nồi nấu luôn. Cùi bắp cùi đây, phần lửa lên nấu. Mình sẽ nấu cái phần cùi bắp này tầm khoảng 15-20 phút á, để cho cái phần cùi bắp của mình nó ra nước nó ngọt. Đó, Nhi sẽ nấu nha. Rồi bây giờ tiếp tục là mình sẽ cân bắp và đi xay. Đây, bây giờ thì Nhi sẽ cân. Bây giờ Nhi sẽ cân 500g bắp nha. Rồi ở đây là Nhi có 500g bắp. Bắp mà mình cắt, mình lấy hạt thôi, cái phần hạt bắp thôi nha. 500g bắp. Đó, và với cái phần nước trong này, nước cùi bắp này Nhi sẽ có ngoài 1 lít nhưng mà Nhi sẽ lấy một ít ra để xay. Nhi sẽ lấy khoảng 200ml ra để Nhi xay cho nó nát ra, xíu nữa mình nấu đi ra. Rồi. Bây giờ Nhi sẽ cho vào máy xay nha, xay nát cái phần bắp của mình ra. Thử coi nó nhuyễn thế nha, mình phải xay cho cái phần sữa bắp của mình nó thiệt là nhuyễn không? Cái phần này nếu mà ai mà muốn uống á mà nhiều chất xơ đó là mình không cần lọc luôn, nhưng mà để mà làm cái sữa bắp cho nó ngon á, nó dễ uống hơn, chúng ta nên lọc ha. Rồi để Nhi lấy một cái túi vải lọc. Đây, bây giờ Nhi sẽ lọc cái phần sữa bắp của mình ra. Mình không lọc thì uống vẫn được mấy chị nha, thì nó sẽ nhiều chất xơ hơn nữa, nhưng mà mình lọc đi để tí mình uống nó không bị mắc cái sát ở cổ á, thì uống nó sẽ tinh khiết hơn, cảm giác tinh khiết hơn. Đó, bây giờ mình sẽ lọc bắp. Rồi,
rồi xong bây giờ mình sẽ để đây. Đây là Di đang chuẩn bị cái phần nước cho cái phần nước cốt sữa bắp. Bây giờ Di sẽ tiếp tục xay bắp cho cái phần thạch bắp nha. Di chuẩn bị làm thạch bắp thì bây giờ chúng ta sẽ làm thạch bắp thì mình sẽ cân 100g bắp. Rồi, 100g bắp hết phần này luôn. Để làm món này thì chuẩn bị khoảng 3 cái bắp là đủ nha. Rồi mình cũng cho nước vào để mình xay. Rồi cho nước vào, trong này là mình sẽ cho khoảng 200ml nước vào để mình xay cho nó nát cái phần bắp của mình ra để xíu mình làm thạch. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Rồi, vậy là Nhi đã sơ chế xong cái phần mà gọi là nước cốt bắp để đi làm thạch nha, mình xay. Và để làm thạch thì mình không bỏ cái phần vỏ luôn. Mình để nguyên cái phần vỏ bắp, mình để nguyên cái phần thịt của cái hạt bắp luôn nha. Mình không có cần làm. Rồi, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình nấu thạch bắp luôn. Cái phần mà nước bắp trong này nãy là mình đổ vô 1 lít nhưng mà mình đã có đông ra 400 để mình cho vào cái phần máy để mình xay ra cái phần nước cốt bắp rồi. Thì cho nên bây giờ là cái phần bắp này Nhi sẽ cho thêm nước nữa nha. Cho thêm bù vô 400. Xíu nữa mình phải đông lại đây để cho đủ 1 lít đó mấy anh chị. Mình nấu cái phần cùi bắp. Rồi mình nấu xong mình sẽ đông lại và thêm nước cho đủ 1 lít nha, rồi mới nấu cái phần sữa bắp của mình. Rồi, chuẩn bị là nấu thạch ha. Nấu thạch thì trong này lúc nãy là Nhi đã lấy 200ml nước lọc Nhi dùng để mà Nhi xay cái phần 100g bắp. Đây là phần bắp để nấu thạch. Còn bên này lúc nãy là Nhi đã dùng là 400ml nước, Nhi xay với 500g bắp nha. Bắp ở đây là hạt bắp không tính cùi nha. 500g hạt bắp xay với 400ml nước để làm sữa bắp. Rồi, tiếp tục là mình bên này mình cho lên bếp á, là mình cho lên bếp đây là 800ml nước nấu sôi lên. Đây là đang bên nồi là nấu thạch, bên này nấu sữa bắp nha. 800ml nước nấu sôi lên nha mấy chị nha. Rồi cái phần rau câu với đường của mình đó là mình trộn chung với nhau, trộn chung với nhau để khi mình nấu nó không bị vón cục nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nấu thạch thì mình sẽ trộn đều cái phần bột rau câu này với đường lại với nhau. Mình trộn đều với 150g đường cát. Khi mà mình trộn đều với nhau như vậy á thì mình nấu trực tiếp là nó không bị vó cục nha. Đó, trộn đều trước để đó. Bây giờ là cái cùi bắp của mình á, nó đã được nấu trong vòng là 20 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ gắp nó ra để lạnh để lấy nước ha. Đây, bây giờ mình sẽ gắp cái phần cùi bắp của mình ra. Nghe cùi bắp mắc cười không mấy anh chị ha. Cái từ mình hay chọc nhau mình nói. Rồi gắp cái phần của bắp ra thì cái nước á chị thấy không, nó hơi vàng vàng và nó thơm á. Rất là thơm mùi bắp luôn nha. Mình ăn thua là nhờ lúc này này mình sử dụng mà bắp cũng có, nhưng mà dùng thêm cái phần cùi bắp và lá bắp nấu thì nó tăng cái độ thơm cho cái nước của mình, mà mình không cần dùng nhiều bắp mà sữa bắp của mình nó vẫn rất là thơm. Trà sữa bắp cũng sẽ rất là thơm luôn ha. Mà anh chị biết không, cái nước này uống nó cũng rất là mát và đẹp da nha, nước bắp. Rồi, bây giờ mình sẽ lọc lại. Ở đây là Nhi có được 1 lít tư nè. Thì bây giờ cái phần nước này nè, là Nhi sẽ cần cái phần nước mà sau khi mình nấu xong với, đầu tiên mình để 1 lít, nhưng mà sau khi mình nấu xong với bắp á, thì bên này là mình đã cho trước 400 với lại 500g bắp tươi rồi mình xay rồi. Thì ở đây làm xong thu được 400. Thì bây giờ cái mà mình cần là mình sẽ lấy cái nước cốt, lấy nước bắp mà nấu cái cùi bắp này đổ vô luôn. Sau đó thêm nước cho đủ khoảng tầm 1 lít 3. Đây, Nhi sẽ thêm nước cho đủ 1 lít 3. Rồi, sau khi mình đã thêm nước cho đủ 1 lít 3 rồi thì chúng ta sẽ cho lên nồi mà nấu. Lúc này là lúc mà mình đang nấu sữa bắp mấy chị nha. Mình nấu chín lên thì bắp nó còn thơm nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho đến khi nào nó sôi lên. Nó sôi lên thì anh chị nấu tiếp khoảng 5-10 phút là bắp của mình nó chín nha. Bây giờ nó chưa sôi nè. Rồi bên này thì bây giờ nước sôi thì sẽ nấu, chuẩn bị nấu thạch luôn. Khi nước sôi thì mình mở nắp ra, trong này là có 800ml nước. Bởi vì mình đã dùng 200
một gói thạch mình nấu một lít nước, nhưng mình đã dùng 200 cho cái việc xay xay cái bát rồi, nên mình dùng nó là 800. Nước sôi tắt bếp, tiếp theo là mình sẽ trộn đều cái phần bột rau câu và đường, tắt bếp và khuấy cho bớt nhiệt đi. Sau đó mình sẽ đổ cái hỗn hợp bột rau câu và đường vào đánh tan, vừa đổ vừa đánh cho tan hết. Sau khi đánh tan hết rồi nha, mình mở lửa lên mình nấu. Mình mở lửa lớn mình nấu luôn. Cái sữa bắp là mình phải nấu canh chừng hơi cháy dính nồi vậy đó, tại trong bắp nó có tinh bột nhiều mà. Tinh bột mà kiểu là giống bột nếp á, bắp nó bột nó kiểu giống là bột nếp vậy đó, nên nó rất dễ bị cháy. Mình nấu khuấy liên tục. Vì cái bắp này mình nấu cũng khá lâu mà chín nè, nên là sau khi mà mình đã đánh cái rau câu của mình á, nó mà đã tan được hết rồi thì mình sẽ cho cái bắp vào luôn, nấu chung luôn em chị nha, cho bắp nó chín luôn. Là cái phần bắp này là mình đã dùng 100g bắp, mình xay với 200ml nước lọc đó. Đó, rồi mình khuấy đều lên để mình nấu được cái thạch bắp của mình nó ngon lắm. Thạch bắp là siêu thơm không em chị ơi. Đây, mình có hai cái khuôn mình có thể dùng cho cái phần thạch bắp của mình nha. Là mình có thể dùng khuôn trái tim, hoặc là mình dùng khuôn inox vô để mình đổ ha, inox chữ nhật để mình đổ khuôn, đều được hết. Cái thần thạch của mình là nó chín thôi đây nè. Nhìn sẽ lấy một cái ca đông mà có cái phễu nè. Ca đông mà có cái phễu này, Nhìn sẽ rót thạch ra khuôn trái tim. Đó, rất là xè xè, mấy chị thấy cái đồ đặc của cái phần thạch là do cái sao cái thịt bắp á. Cái phần thạch thì Nhìn lại không bỏ cái xác đi, thì dùng luôn cái xác. Rồi, đó là một kiểu khuôn là khuôn thạch tim. Bây giờ mình sẽ ra cái khuôn tiếp theo là khuôn đi nắp luôn. Đấy, mình đổ ra khuôn xíu nó hết đau thì mình cắt. Mình cắt thạch. Đó, rồi thang hai khuôn thạch tim thì sẽ cho một khuôn đi vào quạt trước cho nó mát. Cho mát cho nhanh nguội. Rất là thơm luôn, thơm một thạch bắp quá trời. Rồi, nãy giờ là thạch bắp này, nấu sữa bắp. Bây giờ sữa bắp của mình á, là nó cũng đã chín cái phần sữa bắp rồi. Nhi sẽ cho tiếp cái phần nguyên liệu sữa đặc và muối vào nha. Đây, sau khi mình nấu cái phần sữa bắp của mình là cũng đã được khoảng 5 phút. Nó sôi lên cái mình tính giờ 5 phút thì nó đã chín cái phần bắp. Thì chúng ta cho tiếp 200g sữa đặc vào. Mình sẽ cho tiếp 200g sữa đặc vào nha. Rồi, khuấy đều cho cái phần sữa đặc nó tan. Vì nó có đường nên nó có sữa đặc nên mình sẽ cho muối vào. Muối vào mình sẽ cho khoảng 0.5ml thôi, ít thôi. Chút xíu đầu muỗng thế này thôi. Cho cái lượng 1 lít sữa bắp của mình nha. Đó, chỉ cần 0.5ml muối thôi. Và mình khuấy đều. Mình tiếp tục nấu vào khoảng 1 phút nữa. Cho cái phần 1 đến 2 phút nữa cho cái phần sữa đặc với cái bắp nó hòa quyện vào nhau. Và anh chị lưu ý nè, nếu cái món này mà mình muốn có đường luôn thì chúng ta có thể cho thêm thành 50g đường vào nữa. Còn bây giờ là mình đang nấu không đường ha, thì mình sẽ chia cái lượng đường nó ra sao. Ở đây là Nhi đang nấu cái phần nước cốt bắp không đường. Lý do Nhi nấu không đường là để xíu nữa mình sẽ thêm đường theo kiểu là ngọt ít, ngọt nhiều, ngọt vừa cho phần cà sữa và cả phần sữa bắp của mình luôn. Rồi bây giờ là mình đã nấu xong rồi, sau khi bỏ sữa đặc vô mình nấu tiếp khoảng tầm 2 phút là mình đã thu được cái phần sữa bắp rất là thơm ngon và cô đặc mấy chị nha. Và tổng cái lượng nước mình nấu xong thì nó sẽ là 1.2 lít. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho mấy chị mình làm một chai sữa bắp. Chai này là chai 350 nha, chai 350 luôn, cho nên Nhi sẽ hướng dẫn mình làm một chai sữa bắp luôn nha. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ, bởi vì đây là sữa bắp mà Nhi cố tình nấu cô đặc. Cô đặc để mình làm cho trà sữa, tức là mình nấu một nồi sữa bắp cô đặc mà mình làm luôn cho trà sữa. Còn nếu trường hợp anh chị chỉ muốn nấu sữa bắp thôi thì lượng nước dùng gấp đôi nha. Có nghĩa là nếu anh chị chỉ nấu sữa bắp thôi thì với một cái nồi như thế này là mình dùng 200g sữa đặc luôn vẫn như cũ, 500g
bắp tươi, nhưng mà về lượng nước á, là mình phải sau khi mình nấu nước với cùi bắp xong nè, rồi mình xay bắp xong nè, mình cho nước cốt bắp cũng như là nước cùi bắp vào thì lúc này của mình là 1:3. Thì nếu mà công thức đúng của cái món này nó phải là 2:6 nha, 2:6 mới đúng lượng nước. Nhưng mà bây giờ mình nấu đậm đặc thì mình sẽ hòa thêm nước vào để mình làm được một chai sữa bắp nha. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái phần nước cốt này là 170 ml nước cốt sữa bắp, rồi nha, 170 ml nước cốt sữa bắp. Tương đương như vậy bên này mình cũng sẽ lấy 170 ml nước lọc, nước đun sôi nha mấy chị nha, hòa vào. Và tiếp tục nữa là chúng ta sẽ lấy 10 ml nước đường là ngọt vừa cho cái chai này. Đó, 10 ml nước đường nha mấy chị nha, khuấy đều lên. Thì trong này là có, nãy là cái nước cốt của mình là đậm đặc, là mình có 170 ml nước cốt bắp, rồi mình có 170 ml nước lọc và 10 ml nước đường, thì chúng ta sẽ có được cái phần sữa bắp của mình ngọt vừa và rất ngon. Rồi mình cho vô chai thôi, nó đang nóng thì cho vô chai không được. Thì như vậy chúng ta sẽ thu được cái chai này là 350 ml, và mình rót một cái chai này thì chúng ta thu được một cái chai sữa bắp 350 ml vừa uống rất là ngon và mình bỏ ngăn mát luôn. Anh chị hình dung được không ạ? Còn bây giờ Nhi sẽ đi vào cái phần trà sữa truyền thống. Mình làm trà sữa truyền thống thì Nhi có giảng cái bài này là ở những bài học trước rồi, cho nên bây giờ món này Nhi sẽ giảng lại một lần nữa nha. Là mình sẽ dùng trà đen lọc phát, dùng trà lại lọc phát, sữa đặc mình sẽ dùng sữa đặc và bột béo, mình không dùng đường cát để mình nêm đường xong. Mình sẽ nêm nước đường để cho khách điều chỉnh được cái độ ngọt khi uống nha. Thì ở đây bước 1 là mình sẽ uống trà. Uống trà thì chúng ta sẽ lấy là 70 g trà đen, 30 g lục trà, cho vào túi vải rồi bỏ vào bình. Mình sẽ nấu 2,3 lít nước sôi cho vào bình luôn. Đây, trong này là giả sử mình đã cho túi vải lọc trà vào rồi nè, rồi mình cho 2,3 lít nước sôi, mình đậy nắp, mình ủ nóng trong vòng 20 phút. Sau khi ủ nóng xong thì chúng ta lấy cái túi vải đựng trà ra, mình vắt khô thì chúng ta thu được nước cốt trà. Rồi sau khi mình ủ trà xong, mình đã có được nước cốt trà nóng, thì cái này là Nhi đã ủ sẵn đi cho nhanh đỡ mất thời gian chờ đợi. Thì ở đây mình đã có là một bình, ở đây mình đã có là một bình nước cốt trà. Thì bây giờ mình sẽ cho bột béo vô, 400 g bột béo nha. Bột béo này mình có thể dùng bột béo Biên Quang hay là bột béo Kim Tiết thì đều được nha. Rồi đánh tan ra. Rồi sữa đặc là mình sẽ cho vào đây 300 g. Sữa đặc đánh tan ra luôn. Rồi 250 ml muối anh nha, cho nó cái độ ngọt nó đậm đà mà nó không bị ngọt gắt nha. 250 ml muối anh cho vô luôn. 250 ml muối anh đánh tan. Đánh tan rồi mình cho không cái bài kia nó đi vào. Thì mục tiêu của việc mình cho 0,7 kg đi này vào để cho mình làm trà sữa của mình nguội nhanh luôn. Trong này chưa có đường nha, xíu nữa mình mới nêm đường. Mình sẽ nêm đường sau để điều chỉnh ngọt ít, ngọt nhiều, ngọt vừa cho khách. Nhưng mà trong này có sữa đặc nên là nó cũng có ngọt rồi, nhưng mà chưa đủ độ ngọt của trà sữa. Đó, thì mình ở đây là mình sẽ có là sữa đặc với muối thôi, với bột béo, với trà thôi. Khuấy đều lên. Cho cái phần đá này vào là để mình làm cho cái trà sữa của mình nó nguội nhanh và mình đầy nắp. Mình đóng chai, mình cất được luôn, mình không có cần phải chờ nguội. Còn nếu trường hợp anh chị mở, anh chị bỏ đủ cái lượng nước từ đầu là thay vì 2:3, mình không có bỏ đá, mình bỏ 3 lít thì cũng được. Nhưng mà khi mình mở nắp cho nó nguội đó, thì trà sữa của mình nó sẽ bị mất mùi thơm. Chính vì vậy là chúng ta lúc đầu là chỉ bỏ 2:3 nước thôi, rồi đoạn cuối khi mà mình pha chế xong hết thì mình mới cho 0,7 kia đi vào để làm trà sữa nguội liền. Chúng ta đóng chai và cất được liền để giữ cái mùi thơm của trà nha. Rồi, bây giờ Nhi sẽ ra ly luôn đây. Bây giờ thì Nhi sẽ lấy nước cốt đậm đặc này nè. Nhi sẽ lấy 120 ml nước cốt đậm đặc sữa bắp. Rồi, lấy 120 ml nước cốt rất là ngon. Nước cốt bắp của mình bây giờ nó đậm đặc, nó rất là dẻo ngon lắm nha. Đây, 120 ml nước cốt sữa bắp đậm đặc.
cho đá vô. Đó. Cho đá vô luôn. Ăn với thạch bắp thì không còn gì bằng mấy chị nha. Và tiếp tục cái là sữa truyền thống của mình nè. Đây, mình chỉ lấy 50ml cà sữa truyền thống thôi mấy chị nha. Lấy 50ml thôi để mà mình lấy cà vừa phải, sữa bắp vừa phải nó mới lên được cái mùi thơm của cá cà sữa và cá bắp. 50ml cà sữa truyền thống thôi nha. 50ml thôi. Và ở đây để mà ngọt vừa thì chúng ta cho 50ml nước đường vào đây. Rồi, ngọt vừa. Ngọt vừa thì chúng ta cho 5ml nước đường vào cái phần cà sữa truyền thống mà không đường. Còn nếu mà ngọt nhiều thì 10ml. Còn mà ngọt ít thì khỏi cho đường, mình chỉ cần lấy nước cốt sữa bắp kết hợp với nước cốt cà sữa truyền thống là được rồi nha. Đó, rót cái cà sữa truyền thống lên trên cầu luôn. Rồi cho đá vô. Rồi cho đá vô tới tới đây. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái phần thạch bắp ra. Đây, thạch bắp của mình sau khi mình để nguội thì nó đã rất là ngon rồi. Giờ mình chỉ việc lấy ra và cho lên ly cà sữa thôi. Đây, thạch bắp màu vàng rất là đẹp, hình trái tim luôn mấy chị. Một ly như vậy á, thì mình có thể để khoảng 6 miếng là được rồi. Đó, mình sẽ để 6 miếng thạch bắp, và thạch bắp thơm quá. 6, tuyệt vời mặt trời. Để gì sang thử một miếng thạch bắp nha. Rất là thơm. Ngon. Đây xong. Vậy là mình đã xong được một ly cà sữa bắp rồi. Ở dưới này là có phần vàng. Phần vàng của sữa bắp. Và ở trên này có phần nâu màu nâu đậm của cà sữa. Và ở trên cùng là mình có phần thạch bắp. Chúc anh chị sẽ thực hiện món sữa bắp cũng như là cà sữa bắp thành công, ứng dụng thành công vào trong cuộc sống cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp lại các anh chị học viên trong cái bài học tiếp theo. Rồi chào tạm biệt mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.